sử dụng để làm giảm chất đờm cho bé? Như trên hình mà các anh chị thấy, insulin lentus sau khi mà bắt đầu hoạt động thì sẽ cho chúng ta cái plateau action, nó không có peak action, do đó là chúng ta không có nhiều hypocalcemia so sánh với lại insulin NPH. Một lần nữa, trên hình các anh chị thấy là insulin lentus cho cái action rất là plateau, so sánh với lại hình ở bên tay phải thì chúng ta có những cái graph của insulin dopamine, tức là dopamine, đó cũng là một loại 24-hour insulin, nó cũng là long-acting, nhưng mà cái peak của nó thì có cái peak cao hơn, và đô, small đô và high đô nó có a little different. Thì các anh chị thấy là cái line in màu xanh và cái line màu chấm chấm, cái line màu xanh solid là dopamine 0.4 international unit per kilogram, và cái line chấm chấm của màu xanh là có chỉ có 0.2 thôi. Khi chúng ta xài insulin lentus, chúng ta so sánh với lại NPH thì chúng ta thấy là lentus cái body weight nó không có tăng nhiều như là cái NPH, cái đó cũng là một cái điều lợi. Chúng ta không muốn là về bệnh nhân bị tiểu đường mà bị béo mập lên. Ở đây cũng vậy, nếu mà chúng ta đổi từ insulin NPH qua insulin lentus thì chúng ta có thể làm bệnh nhân giảm xuống một số cân lượng, như study ở đây giảm được 1.6. Và ngoài ra nữa thì như Lan đã trình bày cùng với các anh chị, tại vì cái peak của nó không có high, nó plateau, do đó mà ít hypoglycemia hơn. Theo laptop study thì kết quả cho chúng ta thấy là fasting blood sugar của lentus màu tím better hơn là NPH màu xanh, và A1C cũng better hơn so sánh với lại NPH màu xanh, đồng thời insulin dose cũng thấp đi. Nếu mà một người bệnh nhân mà không cần xài nhiều insulin hoặc là trong người thì cái lượng insulin cần thiết rất ít, đó là điều tốt cho bệnh nhân. Ở đây cũng vậy, hypoglycemia ít hơn lentus so sánh với lại NPH, và một lần nữa là body weight nó cũng ít hơn, và cái tolerance của bệnh nhân cũng ít hơn. Trong thị trường, lentus được bán dưới hình thức là optic clip. Optic clip là một cái dụng cụ mà mình có thể bỏ cái cartridge vô để xài. Cartridge là 300 unit một cartridge. Ngoài ra nữa thì cũng có thể xài cái chai như là hệ thống cũ. Trong vài tháng vừa đây thì lentus đã bắt đầu cho ra thị trường cái lentus pen, giống như là Levomil pen, dùng disposable, dùng một lần có thể bỏ đi, thành ra rất convenient. Summary của lentus thì đại khái là insulin này để trị 24 giờ, ít hypoglycemia và ít increase body weight. Safety important, đặc biệt nhất là không nên mix lentus với bất cứ một loại insulin nào hết. Mình phải xài separate syringe, cái đó quan trọng. Còn ngoài ra tất cả những safety khác xin anh chị coi ở trong cái PI insertion. Bây giờ Hoàng Lan qua cái Apitrai. Apitrai là một loại insulin short acting. Loại này design để dùng cho người bệnh nhân tiểu đường, người lớn, để control cái lượng đường sau khi ăn. Apitrai là một loại thuốc short acting gần nhất, tức là mới nhất. Tuy gọi là mới nhưng nó cũng ra được vài năm rồi. Cái loại Apitrai này nó hơi khác những cái loại trước, là chúng ta có thể xài lại. Thường thường chúng ta xài lại short acting trước bữa ăn thì sau khi ăn rồi đường bệnh nhân không cao. Nhưng mà đối với loại Apitrai này, nếu mà mình có quên
tính từ thế gian đầu tiên. Như anh chị đã thấy trên hình là luôn luôn lúc nào trong cơ thể chúng ta cũng có cái basal insulin giống như là cái lactose, và sau đó mỗi bữa ăn thì cơ thể chúng ta đòi hỏi một số lượng insulin cao hơn để có thể làm giảm được đường trong máu. Đó là mỗi bữa ăn về bao nhiêu insulin, bởi vì cái tư tưởng này do đó mà insulin long acting và short acting ra đời để hợp với lại physiology, normal physiology. Khi chúng ta xài short acting, chúng ta có thể create lại được cái first phase insulin. Cái đó là điều lợi cho bệnh nhân, tại vì khi mà first phase, chúng ta có first phase insulin thì là lượng đường trong máu giảm xuống ngay từ đầu, tại vì thường thường nó bắt đầu hoạt động khoảng chừng vài phút, và first phase insulin là trong vòng 15 phút. Như anh chị đã biết là normal physiology, mà trong vòng vài phút như thế thì chúng ta có thể đem đường xuống, thì là rất tốt cho bệnh nhân. Thì cái level hypoglycemia cho người bệnh nhân, cái thời gian nó rất ngắn, thành ra chúng ta được lợi một khoảng thời gian, như vậy là rất tốt cho bệnh nhân. Đây là một phân tử của Abidry. Nó cũng giống như là human insulin, nhưng mà có cái khác biệt là ở vị trí amino acid B29, cái glutamic acid được thay thế thành ra cái lysine nó come out. Còn ngoài ra nữa, ở vị trí B3 thì cái aspergine come out và cái lysine lại come in. Cái này bất làm cho cái tính chất của insulin là Abidry đặc biệt hơn những cái khác. Cũng như thế, như các anh chị thấy là những cái short acting insulin trên thị trường như Abidry, Lispol, Aspa, tức là của hãng. Mời em có chỗ ngồi đây nè, mời anh chị về phía này. Insulin Aspa thì là của hãng Novo Nordisk, tức là Novo Nordisk. Tất cả những cái loại insulin này gọi là short acting. Nó convenient và nó có thể được gọi một cách nôm na là tốt hơn là regular insulin. Nếu có thể, các anh chị nên xài những cái loại short acting này cho bệnh nhân thay vì regular insulin, tại vì regular insulin kéo quá dài, thành ra hay có hypoglycemia mà lên cân nữa. Thì so sánh thì cái peak time của những cái short acting này nó từ 15 đến 40 phút, so sánh với regular insulin từ 80 tới 120 phút, thành ra nó tốt hơn là như vậy. Nó có rapid onset of action and then rapid elimination. Insulin Abidry thì nó onset sớm hơn là regular insulin khoảng chừng 30 phút, và đồng thời cái duration của nó khoảng chừng 1 tiếng rưỡi đồng hồ, so sánh lại thì với những cái regular insulin là khoảng chừng 2 tiếng rưỡi 3 tiếng. Xin lỗi chút, phải uống nước chứ không ho mất.